Chị em một cái chỗ mà người ta thường hay tới để chơi á, đó là mướn cái con tàu á các bạn, để chạy vòng vòng ở trên cái con sông và ngắm cảnh. Thì bữa nay là em muốn giới thiệu cho các bạn để biết cái cảnh ở đây và những cái con tàu ra sao và cảnh như thế nào. Thì bây giờ các bạn cùng theo em để đi ngắm cảnh nha, đi ngắm những con tàu người ta chơi làm sao. Nguyên một cái con sông này là để mấy chiếc ghe nó chạy vòng vòng chở khách chơi á các bạn. Thấy nó có một cái lỗ á, là ở trên là đường lộ nè. Ở trong đây thì một cái quán cà phê, mình ngồi mình uống rồi mình dòm ra cái mấy cái con thuyền, con ghe của người ta chạy á các bạn. Rất là đẹp luôn. Ở dưới cái lỗ đó là chiếc ghe nó chạy, nó chung ở dưới đó đó các bạn. Mình thích sông nước với mấy cái con ghe này dữ lắm á các bạn. Thấy nó yên bình mà nó đẹp quá à. Có một chiếc nó đang chạy tới á các bạn. Những chiếc thì nó làm nhà hàng ở trên đó luôn. Mình đi lên đó, mình ngồi trên đó mình ăn. Một chiếc nó đang chạy tới các bạn. Bữa nay đi dạo thấy cảnh đẹp quá các bạn ơi. Không phải cảnh mà giống như ghe sông nước đâu đó. Rất là thích luôn. Để mình chờ chiếc ghe đó tới nha. Kêu ghe hay là kêu tàu không biết nữa. Hồi đó bên Việt Nam mình đi về mấy lần, mình cũng có chắc có đi đâu một lần quá. Đi về có đi một lần bằng chiếc ghe, cũng chạy bằng cái máy gì các bạn, đi lên nhà bà con. Ghe chở khách chạy đến đó các bạn. Cái đôi giày ha, không có mang nữa, lấy chồng bông luôn các bạn. Thấy mắc cười quá ha. Nguyên chỗ này là tàu ghe không luôn á các bạn. Quá trời luôn nè. Mình đi dài dài ha. Ở phía đây á thì ghe với tàu, ở phía ngoài có đường xe chạy các bạn. Đường lộn này rất là đẹp luôn. Các bạn thấy người ta mướn một chiếc ghe cái người ta chạy vòng vòng để chơi nè các bạn. Ăn uống ở trên đây nè. Quá ha. Ừ.
một cái con sông này là để mình muốn mấy chiếc ghe này mình chạy đó các bạn. Wow, đồng vui quá. Các bạn thấy ai cũng có một cái bàn để ngồi ăn á. Việt Nam mình có mấy cái này không ha các bạn ha, giống như có chiếc ghe là cái mình mướn mình lên mình ngồi như vậy nè. Con sông này nó dài lắm á các bạn. Bây giờ những chiếc ghe chạy múc vô trong đó hết rồi. Rồi ở trên đây á, thì người ta đi bộ. Chia sẻ tất cả những gì mà mình biết được bên đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng biết với mình hết luôn. Mình mà có giờ có rảnh thì các bạn được thấy cảnh với mình rất là nhiều luôn. Chiếc này bự ha. Nó có mấy cái gì dưới nước xanh quá trời luôn các bạn. Vui với các bạn thấy mình cái say hello.
coming. He's coming over with an Indian flag. Các bạn biết ở dưới cái ghe đó, ở dưới cái ghe là nó có cái quán cà phê dưới đây nè các bạn. Mình muốn xuống dưới uống thì uống, mình muốn ngồi trên đây thì ngồi. Đây nè, nó có mấy cái bàn nè. Đi dài dài nè các bạn. Bữa nay là mình đi bộ và mình ngắm cảnh với coi người ta đi bộ luôn. Thay đổi ha các bạn ha. Đi vô công viên thì mình ngắm cảnh rồi. Bây giờ thì mình đi bộ ở đường lộ, mình ngắm người ta. Trời luôn. Các bạn biết không, ở đây miễn mình đi ra mình thấy được cái gì thì các bạn là thấy cái đó đó các bạn. Mình share với các bạn những cái gì mình biết được bên đây, mình thấy được bên đây là mình share với các bạn, cho các bạn biết hết với mình. Con sông này quá các bạn ơi. Quá trời tàu ghe luôn các bạn ơi. Rất là nhiều luôn, đậu đặc ở dưới sông luôn á. Có sông sợ. Xuống dưới bến ghe luôn nè các bạn ơi. Wow. Có một chiếc ghe đang chạy tới nè các bạn.
là để ghe mấy chiếc ghe người ta lên ăn uống rồi chạy đi lòng vòng chơi, rồi một số ghe thì làm nhà hàng ở trên đó đó các bạn. Việt Nam mình nắng đi ban ban về đi đâu có nổi luôn ha các bạn ha. Mình thấy thà là lạnh đó mà cũng chịu nổi, chứ nực quá cũng chịu không nổi luôn các bạn. Xíu cái ra đường lộ cái chút xíu cứ chở vô hẻm và cái chỗ này đẹp đẹp mình vô nữa nè các bạn. Bây giờ thì em sẽ đi bộ ra cái đường lộ để đi tới xe lửa để đi về nè các bạn. Cái người đang ngồi là để xin tiền á. Hồi nãy giờ mình đi bộ ở ngoài đường lộ để đi tới cái bến xe lửa nè các bạn. Thì tới đây cũng gần tới bến xe lửa rồi. Mình đi đâu chơi xa đó, nguyên ngày thì mình thường đi xe lửa lắm, chứ mình không có đi xe nhà. Bởi vì mình đi xe nhà mình phải đi tới cái chỗ đậu xe, rồi mình đi tới cái chỗ mà mình muốn đi đó, thì khi đi lấy xe nó rất là xa luôn. Còn mình đi xe lửa đó thì cái bến xe lửa rất là nhiều, mình đi chơi lẩn quẩn ở đâu thì mình đi tới, đi bộ tới cái xe lửa nó không có xa nữa, rồi mình không có rất là tiện luôn, không có lo gì hết trơn á các bạn. Cứ hả xong rồi là mình đi về thôi, lên xe lửa là đi về thôi.
Thì thôi đến đây mình xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn lại các bạn video lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, luôn luôn yêu thương và ủng hộ cái kênh của em. Thì em xin bye bye nha. Và hẹn gặp lại các bạn.